Rồi, chào tất cả cô chú anh chị em mình nha. Lại là em Tân đây. Mới vừa nhập về coi tivi nè, quay cho anh em mình tham khảo ha. Trước mắt anh em là một con tivi 32 inch copper ha. Đó, 3 hand copper nè. Lên mạng wifi nhanh mượt nè. Có giọng nói tìm kiếm có bluetooth luôn nè ha. Mới nhập nè, đây còn một mớ nữa nghe anh em. 32 inch ha. Nay thì em nhập 32 inch về nhiều ha. Lên mạng wifi nhanh mượt, giá từ 2 triệu anh em ơi. Đẹp cực kỳ luôn ha. Lên mạng wifi nhanh mượt, giá từ 2 triệu ha. Bảo hành cô chú anh chị em mình 30 ngày ha. 2 triệu Việt Nam đồng cho con 32 inch lên mạng wifi nhanh mượt ha. Hình ảnh đẹp cực kỳ sắc nét luôn anh em. Nó quay qua điện thoại thì nhiều khi nó không nét, thì do cái điện thoại cái camera bỏ vô túi móc ra móc vô anh em. Thử giọng nói cho anh em mình coi này ha, con này nè. Tân Chợ Lách Bến Tre, YouTube. Karaoke. Em bấm trở về, cái này bấm nó có nhiều chức năng anh em. Nhầm dòng máy mình bấm phải giữ luôn, nhầm cái bấm buông ra ha. Bấm này buông ra. Karaoke nhạc mới nhất. Cái này là anh em phải bấm một cái rồi anh em buông ra mới nói ha. Nãy em bấm giữ luôn rồi nói nó không vô ha. Tùy dòng máy anh em, tùy nhầm cái là mình bấm là mình phải giữ luôn mới nói được ha. Còn nhầm cái là mình bấm mình buông ra mới nói ha. Con này 2.500.000 anh em, lên mạng wifi giọng nói bluetooth nhanh mượt hệ Android luôn ha. 2.500.000 nha. Con này cũng vậy ha. Con này cũng lên mạng wifi nhanh mượt có giọng nói luôn ha. 2.500.000 ha. Rồi, con này thì nó có lên mạng wifi nhanh mượt, nó không có giọng nói nha anh em. 32 inch nè. 32 inch nè, lên mạng wifi nhanh mượt, không có giọng nói thì 2 triệu ha. Đó, có mấy cái đời mà rẻ nữa, không mạng rẻ nữa nghe anh em, triệu triệu mấy ha. Rồi có mạng mà chạy chậm thì giá cũng triệu mấy nha anh em. Mấy con này là đời cao nhanh mượt ha. Này, bấm cho anh em coi nè. Rất là nhanh mượt luôn ha, bấm chạy dìu dìu luôn ha. Đó, bấm nó hát liền nè, đời cao anh em. Độ bộ xử lý nó nhanh ha. Đó, anh em bấm cái hát liền ha. 2 triệu Việt Nam đồng, 32 inch lên mạng nhanh mượt cho anh em mình xem đài karaoke được ha. Cái con này thì anh em không, cái này có bluetooth nha anh em, con này có bluetooth nè nhưng mà không có giọng nói ha. Đó, con này là có bluetooth ha, có bluetooth cho anh em kết nối là cầu kéo luôn ha. Anh em muốn nói thì kết nối vô điện thoại mình nói ha. Cái này không có mạng nhưng có bluetooth nha. 2 triệu Việt Nam đồng mà con này có bluetooth có giọng nói luôn ha, có mạng luôn ha. 2 triệu rưỡi ha. Bảo hành cô chú anh chị em 30 ngày ha. Chơi được ha. Số điện thoại em là 0346854213. Địa chỉ mới gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Lắc, tỉnh Bến Tre. Đó, sáng mới chốt có 49 nè. Chồng anh ở gần xóm này họ ghé lấy nè. Đó, kêu vấn lại sẵn này họ ghé lấy nè. Rồi, cảm ơn chú chị em rất nhiều ha. Anh em xài TV cũ alo anh Tân ha. Con này 65 inch Samsung nè anh em. 65 inch Samsung siêu bự chà bá luôn, 6.500.000 mà hình dinh đẹp không lỗi lầm ha. 55 inch Samsung nè, màn hình mới bảo hành 6 tháng nè. Rồi 43 inch Samsung nè, cũng còn rất nhiều ha. TV bên em còn rất là nhiều nha, 43, 50, 55 rất nhiều ha. Anh em chơi được con nào thì alo trực tiếp cho điện thoại em ha. Hoặc các bạn Zalo qua số của em là 0346854213. Số em xài Zalo qua luôn nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều.